Chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius. Thế giới động vật trên trái đất của chúng ta vô cùng đa dạng và phong phú sau khi trải qua hàng tỷ năm tiến hóa. Theo ước tính của các nhà khoa học thì hiện có khoảng hơn 1,5 triệu loài động vật đã được phát hiện, sống và thích nghi ở nhiều môi trường khác nhau. Mỗi loài đều có những đặc điểm riêng biệt về hình dạng, màu sắc, kích cỡ, tạo nên những nét đẹp thu hút riêng. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem trong số đó những loài nào xứng đáng nằm trong top 10 loài động vật đẹp nhất hành tinh này nhé. Danh sách này không xếp theo thứ tự sắc đẹp của chúng mà sẽ được xếp ngẫu nhiên, và mỗi nhóm động vật mình sẽ chọn một con tiêu biểu. 1. Vẹt macaws. Vẹt macaws là loài chim kỳ lạ sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ. Chúng thuộc họ chim Cetacidae. Vẻ đẹp của chúng đến từ sự kết hợp hài hòa giữa các gam màu sáng trên lông, phổ biến nhất là vàng tươi, đỏ thẫm, xanh lá chuối, cam. Đó cũng là lý do chúng trở thành vật nuôi ưa thích của rất nhiều người. Tuy nhiên, vẹt macaws phù hợp hơn với môi trường sống tự nhiên hơn là được nuôi nhốt. Vẹt đuôi dài là loài chim có kích thước trung bình nhưng có đôi cánh lớn, thu hút nhiều sự chú ý khi chúng dang rộng. Chúng có tính xã hội rất cao. Người ta thường bắt gặp chúng đậu theo nhóm hoặc tung mình bay trên không trung, tạo ra những cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Thật thú vị khi thấy một nhóm vẹt đuôi dài bay. Nó trông giống như một bản vẽ của cầu vồng trên bầu trời. 2. Hổ Bengal. Hổ Bengal chủ yếu được tìm thấy ở Ấn Độ và Bangladesh, nhưng chúng cũng sống ở Nepal, Bhutan và Miến Điện. Hổ Bengal là phân loài hổ phổ biến nhất và cũng là loài hổ lớn thứ hai trong số các phân loài hổ còn tồn tại. Chúng có bộ lông màu da cam với những sặc màu nâu hoặc đen, nhưng mỗi con hổ lại có những đường vằn được bố trí ở những vị trí khác nhau. Điều đó làm cho mỗi con hổ có những bộ lông khác nhau, tương tự như việc con người không ai có cùng dấu vân tay vậy. Tuy nhiên, chúng ta lại chụp được một con hổ Bengal có bộ lông màu trắng. Sở dĩ có hiện tượng đó là do nó có số lượng gen lặn gấp đôi trong gen di truyền so với các con hổ Bengal thông thường khác. Trong 10.000 trường hợp thì chỉ có một trường hợp hạn hữu như vậy. 3. Hồng hạc. Chim hồng hạc có tên tiếng Anh là Flamingos, thuộc họ Phoenicopterae, là một loài chim lội nước. Thực tế thì có đến 6 loại hồng hạc trên thế giới. Khi trưởng thành, hồng hạc cao 1,2m đến 1,5m. Tuy nhiên, so với chiều cao thì chúng rất nhẹ, chỉ từ 1,8kg đến 3,6kg. Điều này lý giải một phần ý nghĩa của câu mình hạc sương mai. Chúng sinh sống chủ yếu tại các nơi nước nông, vùng đầm lầy và tụ tập theo đàn. Kỷ lục đã ghi lại khi có đàn khoảng 1 triệu con hồng hạc tập trung tại Đông Phi. Tuy sống theo đàn, nhưng các nhà khoa học cho rằng loại chim này thực sự rất trung thủy. Vẻ đẹp của hồng hạc đến từ bộ lông màu hồng đặc trưng. Tuy nhiên, lúc mới sinh, chúng có bộ lông màu trắng. Sở dĩ có sự thay đổi như vậy là do thức ăn của chúng. Chim hồng hạc thường ăn tảo, ấu trùng nhỏ, động vật thân mềm, tôm, cá nhỏ ở các vùng nước mặn. Những thực phẩm này đều có chứa rất nhiều carotin. Đây là nguyên nhân làm cho bộ lông trắng sẽ chuyển dần sang hồng. 4. Công. Từ xưa, chim công được coi là biểu tượng của sắc đẹp. Lý do bởi loài chim công, nhất là con trống, có chiếc đuôi rất đặc biệt, có hình dáng xòe rộng như một chiếc quạt lớn với nhiều màu sắc rực rỡ, mang lại vẻ đẹp vô cùng tuyệt mỹ. Bởi vậy, người chơi chim công dường như cũng chỉ thưởng thức nét đặc sắc đến từ vẻ đẹp của lông chim. Với mỗi chiếc lông đuôi đều có hình dáng như các đồng tiền sắc màu xếp liền nhau. Toàn bộ đuôi chim công khi xòe ra như một chiếc quạt rực rỡ với rất nhiều các đồng tiền xếp công phu và vô cùng nổi bật. Con trống dùng bộ lông sặc sỡ để quyến rũ con cái trong mùa sinh sản. 5. Cá trạng nguyên. Thường sống gần các rạn san hô ở Thái Bình Dương. Đây là loài cá nước mặn, thường có màu xanh lam. Cá đực thì to hơn và có màu sặc sỡ hơn so với các con cái. Chúng sống ngay cạnh các rạn san hô, khá kín đáo, thuận lợi cho việc ẩn nấp, tránh kẻ thù. Thức ăn của chúng thường là động vật giáp xác và động vật không xương sống loại nhỏ. Đây được coi là một trong những loài cá đẹp hàng đầu trên thế giới hiện nay. 6. Thiên Nga. Thiên Nga là loài chim được biết đến với đặc tính khá trung thủy. Chúng thường sống trọn đời bên bạn tình.
Nhưng cho dù cảm xúc có đến từ cả hai thì sự thực về tính chung thủy của chúng là nhằm mục đích để cùng nhau nuôi được nhiều chim thiên nga con nhất. Các cặp đôi thiên nga trắng tạo nên một hình ảnh cổ điển về sự dâng hiến, cùng với hai chiếc cổ hình hai nửa trái tim cong chụm vào nhau tạo nên một hình ảnh hoàn hảo. Đó là một phần trong việc tán tỉnh. Ở đó các cặp đôi thiên nga đối mặt với nhau và chúng uốn cong phần cổ một cách duyên dáng, cùng với bộ lông xù ra và đôi cánh giơ lên. Nghi lễ tán tỉnh của các cặp đôi đi cùng với rất nhiều tiếng rít và các âm thanh lầm rầm. Cho nên ý nghĩ cho rằng thiên nga chỉ hát vào lúc chúng sắp chết, bài ca thiên nga chỉ là lời đồn thổi. 7. Tắc kè hoa. Tắc kè hoa là loài có nhiều màu sắc và có khả năng thay đổi màu sắc theo tâm trạng và môi trường. Tắc kè hoa thường được tìm thấy trong tự nhiên ở Madagascar và châu Phi. Phần còn lại được tìm thấy ở Trung Đông và các hòn đảo ở Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka. Tắc kè hoa sống trong nhiều môi trường sống khác nhau, từ rừng mưa và vùng đất thấp đến sa mạc, bán hoang mạc, thậm chí cả núi. Tắc kè hoa là loài có cách sống đơn độc và có ý chí bảo vệ lãnh thổ cực kỳ cao. Tắc kè hoa có tốc độ di chuyển rất chậm, vì vậy chúng phải phụ thuộc vào chiếc lưỡi dài của mình để bắt mồi. Khi một con tắc kè hoa phát hiện ra một con côn trùng, nó nhanh chóng thè lưỡi. Khi lưỡi của nó chạm vào côn trùng, nó tạo ra độ dính cho phép tắc kè hoa kéo côn trùng vào miệng. Lưỡi của tắc kè hoa có tốc độ đáng kinh ngạc, chỉ mất 0,07 giây để tiếp cận con mồi. Lưỡi chúng có thể dài gấp 1,5 đến 2 lần so với chiều dài cơ thể của chúng, không kể đuôi. 8. Ngựa Frisian. Ngựa Frisian thuộc nhóm ngựa đua, có nguồn gốc ở vùng Friesland, Hà Lan. Chúng có cân nặng trung bình khoảng 590 kg, chiều cao từ 1,47 đến 1,73 mét. Có móng guốc bầu dục, đuôi dài, chân thon dài, thân hình vặn vỡ, cổ và đầu thon dài. Bờm của chúng là một vùng có lông thô, kéo dài từ đỉnh đầu xuống cổ đến lưng. Ngựa Friesian có tính khí sẵn sàng, năng động, nhưng cũng nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Các tài liệu lịch sử cho thấy giống ngựa này được ca ngợi vì những phẩm chất tuyệt vời của nó. Những tài liệu này có trước năm 1200. Giống ngựa Frisian đã được sử dụng trong các trận chiến trong nhiều năm. Trên thực tế, các hiệp sĩ sẽ cưỡi trên chúng do sự quý phái và kích thước lớn. Vua Louis II, người trị vì Hungary, cũng cưỡi giống ngựa này để chiến đấu trong những năm 1500. 9. Siberian Husky. Đây là một giống chó thông minh, có sự cân bằng của cả sức mạnh, tốc độ và sức bền. Chúng rất thân thiện, hiền lành, tuy nhiên cũng cực kỳ cảnh giác với các mối nguy hiểm. Trong tự nhiên, chúng có ý thức bảo vệ lãnh thổ rất cao. Vẻ đẹp của Husky được tạo nên từ nhiều sắc thái và hoa văn của lông. Lớp lông giống như một tấm áo khoác giúp chịu được nhiệt độ thấp, có thể từ âm 50 đến âm 60 độ C. Lông Husky thường có màu xám, nâu đen hoặc trắng. Trong đó màu trắng tinh khiết là màu lông đẹp và hiếm nhất. Mắt Husky có nhiều màu sắc khác nhau, có thể là màu xanh băng, xanh thẫm, xanh lá cây hoặc khổ phách. Một số con có thể có hai màu mắt khác nhau. 10. Bướm thủy tinh. Loài bướm thủy tinh, còn có tên khoa học là Greta Otto, là một trong những loài bướm kỳ lạ và đặc biệt nhất trên thế giới. Cấu tạo cánh của chúng trong suốt, ngoại trừ phần rìa có màu nâu. Điều này làm cho chúng có thể thay đổi màu sắc tùy thuộc vào cảnh quan. Chúng gần như hòa vào với môi trường xung quanh. Khả năng đặc biệt này khiến chúng hòa lẫn với thảm thực vật và đánh lạc hướng những kẻ săn mồi. Hầu hết mọi người đều biết rằng nhiều loài côn trùng như kiến có thể nâng trọng lượng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể chúng. Nếu bạn hỏi hầu hết mọi người về bướm và sức mạnh, họ có lẽ không bao giờ đoán được rằng bướm mạnh hơn kiến rất nhiều nếu tính theo tỷ lệ khối lượng cơ thể. Bướm thủy tinh là một trong những loài bướm mạnh nhất. Mặc dù nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng nó có khả năng mang vật có trọng lượng gấp 40 lần nó. Loài này cũng rất nhanh, có thể bay với tốc độ đạt 13 km/h. Hãy truy cập website chimuonthanhduoc.com để biết cách Hà Sirius đã dùng để chỉ mụn sẹo rỗ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.